Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống An Nhiên, kênh thông tin hữu ích dành cho sức khỏe và đời sống. Quý vị thân mến, nho khô là một trong những loại quả sấy khô tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa nhiễm trùng, giảm chứng đầy hơi, điều trị thiếu máu và cải thiện đời sống tình dục. Nho khô cũng được biết đến với sự trợ giúp đắc lực trong việc giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cũng như tác động tích cực của nó đối với mắt, răng, tóc và xương. Không chỉ vậy, việc sử dụng nho khô thường xuyên sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ, được tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn. Hãy cùng Sống An Nhiên tìm hiểu về công dụng tuyệt vời của thực phẩm nhỏ bé này nhé! Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nho khô được chế biến như thế nào. Nho dùng để sản xuất nho khô thường là các giống quả nhỏ, ngọt màu vàng, nho xanh hoặc đen. Nho khô có thể thu được bằng cách sấy những quả nho tươi dưới ánh nắng mặt trời hoặc trong máy sấy hoa quả cho đến khi nho đạt được độ khô như mong muốn. Nho khô là loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, không cần có thêm bất cứ một thành phần phụ gia nào khác mà vẫn ngọt dịu và có vị thơm đặc trưng. Tác dụng của nho khô đối với sức khỏe và làm đẹp. 1. Ngăn ngừa và đẩy lùi ung thư. Đây có thể là một trong những tác dụng của nho khô mà bạn không thể ngờ đến, đó là khả năng chống ung thư. Nho khô có hàm lượng catechin cao, giúp chống lại căn bệnh ung thư. Catechin là các chất chống oxy hóa polyphenolic có trong máu, có chức năng loại bỏ các gốc tự do trôi nổi trong cơ thể, là một trong những yếu tố cơ bản dẫn đến sự phát triển tự nhiên của các tế bào ung thư. Hàm lượng chất xơ cao giúp thúc đẩy sự bài tiết của chất thải ra khỏi cơ thể, giúp loại trừ chất độc, ngăn chặn ung thư. Vì vậy, bổ sung nho khô vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn có thể giúp ngăn ngừa ung thư hoặc làm chậm tiến trình của căn bệnh nguy hiểm này. 2. Bổ sung năng lượng, tăng cường sức khỏe. Nho khô giúp bổ sung năng lượng một cách lành mạnh vì chúng có nhiều fructose và glucose. Nho khô là một thành phần lý tưởng trong chế độ ăn uống cho vận động viên hoặc những người tập thể hình, những người cần có nguồn năng lượng mạnh mẽ hoặc cho những ai muốn cải thiện cân nặng mà không bị tích lũy lượng cholesterol không lành mạnh. 3. Điều hòa huyết áp ổn định. Nhiều người cho thấy tác dụng của nho khô trong việc điều hòa huyết áp nhờ trong nho khô có kali. Kali là khoáng chất giúp giảm sự căng thẳng và mạch máu, giảm huyết áp. Hơn nữa, chất xơ trong những quả nho khô cũng ảnh hưởng đến sinh hóa của mạch máu và giảm độ cứng của chúng, từ đó làm giảm chức năng huyết áp. 4. Điều trị rối loạn cương dương. Nho khô từ lâu đã được biết đến như một loại thực phẩm có khả năng kích thích ham muốn tình dục. Nho khô có công dụng này chủ yếu là do sự hiện diện của một axit amin có tên gọi là arginine, rất có lợi trong điều trị rối loạn cương dương. Arginine được coi là loại thuốc kích thích tình dục tự nhiên, sử dụng trái cây sấy khô hàng ngày cũng giúp tăng thời gian tình dục. 5. Kiểm soát bệnh tiểu đường. Trong một số nghiên cứu, nho khô đã được chứng minh là giảm đáp ứng insulin sau bữa ăn. Điều này có nghĩa là chúng có thể ổn định sự đột biến hoặc sự lao dốc lên insulin sau bữa ăn có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân tiểu đường. Chúng cũng giúp điều chỉnh sự giải phóng leptin và ghrelin, những chất kích thích tố có trách nhiệm nói với cơ thể khi đói hoặc đầy. Bằng cách kiểm tra các hormone này, những người ăn nho khô có thể cải thiện cơ hội duy trì các chế độ ăn uống lành mạnh và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. 6. Chăm sóc răng miệng. Acid olenoic, một trong những chất phytochemical có trong nho khô, đóng vai trò quan trọng cho việc bảo vệ răng của bạn chống lại vi khuẩn, sâu răng và nứt gãy. Nó có hiệu quả ngăn ngừa sự phát triển của Streptococcus optocarditis và Prophyromalus gillivalis, hai trong số các loại vi khuẩn mạnh nhất gây ra sâu răng. Ngoài ra, nho khô rất giàu canxi, giúp củng cố và khử men răng. Ăn nho khô sẽ giúp bạn phòng bệnh viêm nướu và hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn gây hôi miệng. 7. Giúp hệ xương khỏe mạnh, giảm nguy cơ loãng xương. Chắc các bạn đã biết, canxi là thành phần chính của xương chúng ta và canxi cũng có trong nho khô. Nho khô còn là một trong những nguồn cung cấp boron tốt nhất, một chất dinh dưỡng vi lượng cần thiết và là yếu tố quan trọng để hình thành xương, hấp thụ canxi hiệu quả. Nó đặc biệt hữu ích trong việc ngăn ngừa loãng xương gây ra bởi quá trình mãn kinh ở phụ nữ. Nó rất có lợi cho xương và khớp. Trong nho khô còn chứa hàm lượng lớn kali, một chất dinh dưỡng cần thiết khác cho cơ thể, có thể giúp củng cố xương và thúc đẩy sự phát triển xương, do đó có tác dụng làm giảm nguy cơ loãng xương. 8. Giảm đau xương khớp. Một trong những tác dụng của nho khô được biết đến là khá phổ biến, đó là giúp giảm đau xương khớp. Nho khô có nguồn polyphenol tự nhiên và chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm rất mạnh. Nho khô ngâm giấm là phương pháp thuốc dân gian phổ biến, giúp giảm đau mãn tính, đặc biệt là đau khớp.
chín, tăng hấp thu chất dinh dưỡng. Trong nho khô có hàm lượng vitamin, axit amin và khoáng chất phong phú như selen và photpho, giúp hấp thụ các dưỡng chất và protein khác trong cơ thể. Bổ sung nho khô vào chế độ ăn uống của bạn giúp cải thiện năng lượng tổng thể và sức mạnh của hệ thống miễn dịch. 10. Tăng cường thị lực. Nho khô có chứa các dưỡng chất chống oxy hóa và giàu chất polyphenolic rất tốt cho đôi mắt của bạn. Chúng có chức năng bảo vệ đôi mắt khỏi những tác hại của các gốc tự do, chất oxy hóa gây ra dưới dạng thoái hóa niệm vàng, suy giảm thị lực do tuổi tác và đục thủy tinh thể. 11. Chống lão hóa, chăm sóc da. Các chất chống oxy hóa và vitamin C trong nho khô giúp giữ cho làn da luôn rạng rỡ, căng mịn và trẻ trung. Ăn nho khô có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về da như vẩy nến và mụn vì chúng có đặc tính diệt khuẩn mạnh. Đặc biệt, nho khô còn chứa collagen giúp tái tạo, tăng cường độ đàn hồi cho da. 12. Ngăn ngừa nhiễm trùng ngoài da. Khi nói đến lợi ích của nho khô, một trong những lợi ích nhất định được biết đến của nho khô là điều trị nhiễm trùng. Nó chứa dinh dưỡng thực vật polyphenolic, các chất chống oxy hóa viêm nên có tính kháng khuẩn giúp tiêu diệt vi khuẩn và làm giảm nguy cơ sốt. Do đó, ăn vài quả nho khô mỗi ngày có thể giúp bạn ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến nhiễm trùng. Vâng thưa quý vị, nho khô cũng có thể được dùng như một món ăn nhẹ hoặc đồ ăn vặt, cũng có thể dùng làm thức ăn kèm cho các món sữa chua hay ngũ cốc. Các chuyên gia cho rằng khi mọi người tiêu thụ nho khô một cách điều độ thì chúng là một thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, các khoáng chất và năng lượng dưới dạng calo và đường cho cơ thể. Không chỉ vậy, nho khô còn có tác dụng tích cực đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, cũng như là một bài thuốc giải độc gan hữu hiệu. Sống An Nhiên sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời các bạn cùng theo dõi. 1. Cách chế biến nho khô thải độc gan hiệu quả. Gan là một trong những cơ quan nội tạng quan trọng của cơ thể. Đây là nơi mà protein được tổng hợp, máu được làm sạch và các độc tố có hại cho sức khỏe bị loại bỏ khỏi cơ thể. Đặc biệt hơn, gan là cơ quan duy nhất có khả năng tự phục hồi hoàn toàn sau khi bị thương hoặc bị cắt bỏ một phần. Một lá gan bị yếu là khi nó bị tổn thương do xảy ra một số bệnh thường gặp như viêm gan A, gan nhiễm mỡ, xơ gan. Những tình trạng này được gọi chung là nhiễm độc gan. Nếu gặp một số triệu chứng như da mồ hôi quá nhiều, đốm đen trên mặt và các bộ phận khác trên cơ thể, ngứa, tăng cân đột ngột hoặc mất cảm giác ngon miệng, bạn nên thải độc cho gan. Vậy làm thế nào để làm sạch gan, phục hồi chức năng gan và bảo vệ lá gan khỏe mạnh? Chỉ với hai thành phần đơn giản, bạn đã có trong tay chìa khóa bí mật của phương pháp tuyệt vời này. Nguyên liệu: một bát nhỏ nho khô, nên chọn nho khô đen hoặc nâu, 6 cốc nước lọc. Cách làm: rửa sạch nho khô để loại bỏ các chất bẩn. Đun sôi nước nho khô trong một vài phút, đựng hỗn hợp nước nho khô vào một lọ thật sạch và để qua đêm. Cách sử dụng: ngày hôm sau, khi vừa mới thức dậy và bụng đang rỗng, bạn hãy uống hỗn hợp này ngay lúc ấy. Bạn có thể ăn cả nho khô, nằm nghỉ trên giường trong vòng 1 đến 2 giờ, đồng thời chườm ấm ở bên phải bụng. Bạn sẽ thấy những tác động rõ ràng lên gan, cơ thể sẽ khỏe lên trông thấy chỉ sau 2 ngày. Làm như vậy mỗi tuần một lần trong vòng một tháng, chỉ cần thực hiện 2 lần một năm là đã có thể mang lại cho bạn các kết quả tích cực, giữ cho gan cũng như toàn bộ cơ thể của bạn trong tình trạng tốt. Lưu ý, trong quá trình thanh lọc gan bằng nước nho khô, tốt nhất bạn nên tránh xa các thói quen ăn đồ ăn có hại cho cơ thể như đồ ngọt hay các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo, nhất là các loại đồ uống như bia rượu. 2. Công dụng của nho khô đối với bà bầu. Nhu cầu dinh dưỡng của bà bầu tăng cao khiến nhiều chị em thường có cảm giác thèm ăn trong thai kỳ. Nho khô là một trong những loại trái cây sấy giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe của chị em khi bầu bí. Thay vì ăn các món ăn ngọt không lành mạnh, mẹ bầu hãy thưởng thức thực phẩm này và sử dụng trong chế biến nhiều món ăn như salad hoặc pha nước nho khô. Thường xuyên ăn nho khô trong thai kỳ, bà bầu sẽ nhận được 6 lợi ích tốt cho sức khỏe dưới đây. Ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu. Khi mang thai, bà bầu có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Lượng sắt dồi dào trong quả nho khô sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu cho cơ thể bà bầu, thúc đẩy quá trình sản sinh hemoglobin. Ngoài ra, vitamin C trong quả nho khô còn hỗ trợ tối đa quá trình hấp thu sắt trong cơ thể bà bầu. Trị táo bón. Chất xơ trong quả nho khô có tác dụng làm dịu các chuyển động ruột, giúp hệ tiêu hóa bà bầu làm việc hiệu quả hơn. Tình trạng táo bón và các vấn đề về tiêu hóa ở mẹ bầu sẽ được cải thiện rõ rệt. Cải thiện sức khỏe răng miệng. Triệu chứng sung nếu phổ biến trong thai kỳ sẽ khiến nhiều bà bầu mệt mỏi, ăn không ngon. Nho khô giàu hàm lượng axit oleic, canxi giúp răng mẹ bầu chắc khỏe, cải thiện tình trạng sưng đau. Ngăn ngừa ung thư, phòng tránh bệnh tim mạch,
Các chất chống oxy hóa mạnh trong nho khô sẽ làm giảm nguy cơ ung thư, đột quỵ và các bệnh tim mạch ở bà bầu. Cung cấp năng lượng. Bà bầu hãy thưởng thức nho khô khi cảm thấy uể oải, thiếu sức sống. Lượng đường tự nhiên trong loại trái cây này sẽ cung cấp lượng tức thì cho chị em. Tốt cho hệ xương, tăng cường thị lực thai nhi. Bà bầu ăn nho khô sẽ giúp thai nhi nhận được nhiều dưỡng chất hiếm có. Hàm lượng vitamin A giúp phát triển thị lực thai nhi, canxi giúp hệ xương thai nhi thêm chắc khỏe. Biết được những lợi ích từ quả nho khô, bà bầu nên thêm vào danh sách món ăn vặt ưa thích hàng ngày để tốt cho cả mẹ và con. 3. Lợi ích của nho khô đối với trẻ nhỏ. Nho khô là một trong những món ăn vặt hấp dẫn, ngon miệng và được nhiều người ưa thích. Món ăn giàu dinh dưỡng này đã có từ thời Trung Cổ, cho bé ăn nho khô đem đến rất nhiều lợi ích bởi đây là loại thực phẩm giàu khoáng chất, vitamin và carbon hydrate. Nho khô thường được dùng để chế biến món ăn, làm bánh hoặc dùng làm món ăn vặt. Nho khô đem đến nhiều lợi ích về sức khỏe và thường được mệnh danh là loại kẹo của thiên nhiên. Nếu dùng với một lượng vừa phải, nho khô đem đến những lợi ích về sức khỏe như: do hàm lượng chất xơ cao, nho khô giúp giảm táo bón. Ngoài ra, nó cũng giúp làm sạch đường tiêu hóa. Nho khô là một nguồn cung cấp chất sắt, khoáng chất cần thiết giúp cơ thể tạo ra hồng cầu. Đây cũng là một loại thực phẩm giúp tăng cân lành mạnh vì nó chứa hàm lượng glucose và fructose cao. Ngoài việc cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng, nho khô còn giúp kiểm soát huyết áp, tiểu đường, thiếu máu và thậm chí là ung thư. Khi nào nên cho bé ăn nho khô? Đây là một câu hỏi phổ biến đối với các bà mẹ. Bạn có thể cho bé ăn nho khô khi bé được khoảng từ 6 đến 8 tháng tuổi. Bạn có thể cho bé ăn khi bé đã tự ngồi thẳng và giữ được các vật nhỏ bằng ngón cái và ngón trỏ. Bạn nên cho bé ăn bao nhiêu nho khô? Nho khô có hàm lượng đường cao, do đó bạn chỉ nên cho bé ăn một phần nhỏ mỗi ngày. Đối với trẻ sơ sinh, lúc mới bắt đầu, bạn chỉ nên cho bé dùng từ 1 đến 2 thìa súp nước ép nho khô, sau đó tăng dần lên. Khi bé hơn 1 tuổi, bạn có thể cho bé dùng 2 đến 3 thìa súp nho khô nghiền hoặc nho khô cắt nhỏ. Nho khô có thể gây tác dụng phụ cho trẻ sơ sinh. Những tác dụng phụ của nho khô khá là hiếm, tuy nhiên, khi cho bé ăn, bạn nên chú ý đến vấn đề dị ứng và nghẹt thở. Ngoài ra, bạn không nên cho bé ăn trước khi đi ngủ vì nho khô có thể dính vào răng và nướu, gây ra các bệnh về răng miệng. Bạn cũng có thể cho bé dùng nho khô với các món ăn khác để tránh tình trạng nho khô dính vào nướu và giúp tiêu hóa tốt hơn. Cách chế biến nho khô an toàn cho bé. 1. Nước ép nho khô. Bạn lấy 1 phần 2 chén nho khô và ngâm trong nước nóng khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch dưới vòi nước đang chảy. Tiếp theo, cho nho khô đã rửa sạch vào cốc và đổ nước sôi vào cùng, lượng nước nhiều gấp 3 lần lượng nho và ngâm trong vòng 24 giờ, sau đó bạn lọc lấy nước cho bé uống. 2. Nho khô nghiền. Đầu tiên, nho khô phải được rửa kỹ để loại bỏ những hóa chất hoặc tạp chất có thể gây hại cho bé. Sau khi rửa, cắt nhỏ hoặc nghiền nhuyễn rồi mới cho bé ăn. Quý vị thân mến, nho khô vừa là một loại thực phẩm bổ dưỡng, vừa là một loại thuốc bổ mang tới các công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Điều quan trọng là chúng ta cần sử dụng ở một mức độ vừa phải với khẩu phần hợp lý. Hy vọng là những thông tin mà Sống An Nhiên vừa chia sẻ ở trên sẽ hữu ích đối với quý vị khán giả. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.